sẽ tăng vi biên mạc. Vi biên mạc vô mật thì vi biên trực tiếp, vậy sẽ tăng vi biên trực tiếp. Rồi, có một cái đặc điểm nữa mà các bạn có thể dùng để chẩn đoán ung thư với một cái tác động vô nguyên khác, cục sỏi. Đó là trong cái ống này đó, cái cục sỏi có thể di chuyển giải lên giải xuống, đúng không? Khi nó giải xuống cái chỗ nhỏ nhất thì nó gây tăng. Nhưng mà sau đó áp lực tăng, áp lực của đường mật tăng ở một giãn ra thì nó có thể di chuyển, nó chạy lên, chạy lên và mật nó lại không thể làm. Như vậy thì cái tắc nghẽn nó có thể là tắc nghẽn liên tục, cũng có thể là tắc nghẽn từng lúc, có lúc tắc, có lúc không, hoặc là đình đỡ. Thể mỗi lần tắc nghẽn thì bệnh nhân vàng da, sau một thời gian vài ba ngày thì nó không trở lại, tự nhiên lại sẽ vàng. Bây giờ sỏi ra đâu ra? Thì chúng ta nói cơ chế tạo sỏi của một chủ. Thì sỏi của đường mật thì nó có hai nguyên chính. Sỏi tạo ra đường mật thì có hai nguyên chính. Vị trí thứ nhất là ở đường mật, là cái đó là cái thuộc nhất. Bây giờ để nó rồi. Tại sao vì cái dịch mật ở đường mật nó đậm đặc hơn cái dịch mật ở trong ống mật rất là nhiều lần và nó dễ tạo kết tủa. Thì cái nguyên nhân có ba cái nguyên nhân chính để tạo ra sỏi ở đường mật. Ở nước ngoài thì có hai, ở Việt Nam thì có thể có thứ ba. Cái này mấy bài được cái đọc sách, đọc sách thêm và nó nằm trong cái bài sỏi đường mật, cũng nằm trong cái bài qua, nhưng mà nó có liên quan. Sau đó nó nằm đọc từ một buổi đến hai buổi rồi. Hai giờ buổi có lớp khác dạy không? Chỉ có học cái bài thôi không? Chỉ là dạy đủ giờ cái gì? Ủa sao bài giờ lúc dạy có một tiếng mà? Mỗi lần nào cô dạy hơn, cô đòi đi vô một hai. Anh đang chưa có một thôi. Cho nên mà cùng một tiếng cam dài sợ tôi mà có dài không? Không có luôn là bữa nay anh biết. Còn bài này thì buổi trước một tiếng, giờ cũng tiếng, sao giờ là hai tiếng được? Hôm nay đây học bài gì? Một bài này thôi đúng không? Bài này thôi, bài này có một tiếng, bài muốn học cái gì nào cũng được. Cái bài này chỉ có hai ngày cũng được nữa. Thì tôi chỉ hỏi để biết cái con chứ còn cái bài này rất là hay, nhưng mà tùy theo mức độ mấy em hiểu được tới đâu thì nói tới đó. Nhắc lại cái bài này biết về giải phẫu nè, biết về sinh lý của mật nè, rồi cái cơ chế tạo sỏi học cái đó rồi, còn những cái điều kiện lâm sàng điều trị đó là cái phần tương đối thực tế kỹ thuật cũng có. Rồi bây giờ nói lại này, nói lại cái cơ chế tạo sỏi mật ở cuối mật. Thứ nhất là rối loạn thành phần của dịch mật, được chưa? Như vậy thì thể có một cái thành phần nào đó quá bảo hoàn thì nó sẽ tạo tích tụ, dễ hiểu thôi. Nó hay gặp ở những cái người có thông thường là có rất là nghiện phép, hoặc là ví dụ như béo phì, ví dụ như là nhịn đói ha. Mấy người mà phát sinh ấy, người ta tập luyện tập người ta nhịn đói ấy, thì đặc biệt nó lại là rối loạn cái thành dịch mật, cholesterol lên nó rất cao. Và phụ nữ liên quan tới estrogen và progesterone. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố gần như bắt buộc phải có, đó là giảm con mật. Ở đây nó rồi đúng không? Những cái kết tủa đó nếu mà tôi mật con mật tốt nó sẽ đẩy đi xuống dưới vô mật và xuống ruột đấy. Nhưng có lý do gì đó làm cho tôi mật giảm con mật. Thì người ta thấy tôi mật giảm con mật thì nó được đấy, nhưng mà lớn tuổi, càng lớn tuổi tôi mật sẽ giảm con mật. Thứ hai là liên quan tới estrogen và progesterone, tức là phụ nữ liên quan tới thai kỳ thì estrogen và progesterone tăng rất cao. Rồi như vậy thì các bạn học các bạn sẽ thấy có một cái
cái yếu tố nguy cơ của sỏi túi mật là bổ ghép á, tức là tại vì female là phụ nữ này là mật này, bây giờ là sanh đẻ nhiều gì đó, con tim là trên 40 tuổi. Sỏi thực sự là sỏi túi mật vẫn gặp ở dưới 18 có hiếm, dưới 40 cũng có nhưng mà ít thôi. Cái đó là thường như thế, cái đó phải là lúc nào cũng vậy. Nhắc lại ha, thứ nhất là đó là ngành mặt dịch bệnh, thứ hai là giảm con bớt của túi mật ha, và cái thứ ba thông thường là chỉ có Việt Nam, hai cái hồi nãy tạo ra sỏi cholesterol là chính ha. Xin chào các bạn, mình đang dạy để không làm tái điều chỉnh. Ơi. Không có. Bài này phần nữa à? Bài này có phần nữa à? Cái cuối cùng á thì là gặp nhiều ở Việt Nam, đó là cái tình trạng nhiễm trùng. Nhiễm trùng là con vi trùng á, nó phát triển trong cái túi mật và nó làm thay đổi cái pH của dịch vật, và đó là điều kiện tạo ra sỏi. Tí xíu mình sẽ thấy và cái sỏi của nhiễm trùng này là sỏi sắc tố, không phải sỏi cholesterol. Rồi bây giờ trong đó mật thì sao? Trong ống mật thì có bốn yếu tố chính, anh sẽ kể ra rồi một hồi mình sẽ coi cái nào là quan trọng nhất. Yếu tố thứ nhất là thiếu đạm, yếu tố thứ hai đó là nhiễm trùng và ký sinh trùng, thì thật sự ra đó nhiễm trùng và ký sinh trùng hồi trước là chính ha, bây giờ là thứ ba là cái tắc nghẽn ống mật. Và cái thứ tư mới là cái rối loạn cái thành phần dịch mật, rối loạn thành phần dịch mật. Rồi ok, bây giờ nói là rối loạn thành phần dịch mật ở đây nó khác, nó hơi khác với lại sỏi túi mật. Sỏi túi mật thì các bạn sẽ thấy là sỏi cholesterol đúng không? Trong khi đó là mình còn ở đây đó, đa số là trong mình đáng tiếc. Đáng tiếc thì sẽ thải đi đi ra rất nhiều. Và như vậy sẽ có sỏi sắc tố đen ở trong túi mật. À, vì nó nhiều quá, nó sẽ kết tụ là sỏi sắc tố đen. Như vậy cái bệnh này cũng không có thường gặp. Hai tay còn lại thì có ăn cái đạm nè, hay là thiếu đạm nè, nhiễm trùng và cái sinh trùng và cái tắc nghẽn của ống mật. Tắc nghẽn của ống mật thì một là nó do bẩm sinh, hai là nó do thứ phát. Thứ phát nghĩa là sao? Nó có sỏi, nó viên, rồi nó mới hẹp, rồi nó tạo thành cái vòng xoắn phình lên. Như vậy cái người mà bị bẩm sinh ra có cái ống mật bất thường á thì cũng không phải là nhiều. Như vậy mà đa số cái hẹp đường mật hay là nó gây ra những cái hạn chế cái lưu thông dịch mật cũng không phải là nhiều. Được chưa? Thông thường là thứ khác là bị viêm, em bị sỏi, bị viêm đường mật và sau đó nó hẹp. Đây, nó hẹp. Và cái đó là cái hẹp đó thường là thứ khác. Thì còn đây cái còn lại là nhiễm trùng và ký sinh trùng. Thì hồi xưa đó, khoảng thập niên 40, 50 thì
nhiễm ký sinh trùng rất rất là nhiều ở Việt Nam này. Thì mấy thầy của tôi nói là mỗi ngày có thể mổ 2 ca tắc ruột cho dung. Tắc ruột cho dung là tưởng tượng là cái con lại ruột nó quá lớn nè, và nó nghe tắc ruột và cái mổ bụng ra nó thành một cái những con lại nó quấn với nhau một nồi vậy nè, nghe tắc ruột. Hay là cũng may mắn là cái thời mà tôi còn đi học đó, thì tôi thấy một vài ca là dung nó chui lên mình mật, đang kéo mật tự bằng ở 2 cái ngón tay của mình mà mở ra dung nó đúng ở trong đó. Nhưng đủ thì phải em cũng cứ gặp lại đúng không? Gặp chưa? Cái hồi tôi á, mà mổ bụng ra là trong ruột non mổ nhìn đó xem đó, thấy lại hoài lâu quá đừng có, mười mấy năm rồi. Và tôi là người soi trường hợp rất là nhiều, 13, 14 ngày mà được. Có khoảng dưới 10 lần tôi thấy còn lại là người mật. Nên tỷ lệ rất là thấp. Thế nên bây giờ mình đổ thừa cho mấy con lãi là mình yêu quen cho nó, nên không có. Cái chuyện nó không có được. Như vậy thì còn một cái nữa là nhiễm trùng. Thì nhiễm trùng nó cũng là thứ khác khi nó còn phải nguyên quan. Còn hầu nên thì sẽ tôi nói cái này rõ. Nếu mà các bạn có điều kiện, các bạn lấy cái sách sỏi đường mật của giáo sư Nguyễn Đình Thối á, trong đó kiếm phần này khá là kỹ, thì trong sách mình biết rất kỹ lắm. Và những cái cơ chế này nó cũng còn đang được nghiên cứu. Những cái gì nêu ra chưa phải là chân lý đâu, chưa phải là chân lý. Những trùng thì sao em? Vi trùng sẽ làm cho cái đường mật bất tính pH và như vậy sẽ tạo tăng tạo kết tủa. Và chính cái con vi trùng đó, nó trong cái dịch vật khi mà nó phát hiện được đó, nó sẽ tạo ra một cái tấm lưới bằng lipoprotein. Cái tấm lưới đó nó sẽ bắt những cái viên sỏi nhỏ đó dính lại đó, giống như cái tấm mình tưởng tượng nó giống như là cái tấm cái bị sắt thì mình đổ cái tông lên rồi đó. Rồi sau đó cái vi trùng nó phát triển, nó tạo thành cái tấm lưới khác. Rồi cái sắc tố mật phải bám lên đó, cái điện thoại này bám lên đó. Sau này chúng ta thấy là đặc biệt của cái sỏi này là sỏi sắc tố nâu. Các bạn đặt cục sỏi này, các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái vật, nhiều vật khác nghe. Và cái sỏi này đó, thì bản chất nó là cái nhà của con vi khuẩn, thì còn sống ở đây mà. Và cái này cũng là một cái nghiên cứu mới, nó cũng trong vòng 10 năm các bạn này chúng ta thấy. Tức là sỏi là nơi để cho vi trùng phát triển, bởi vì bình thường trong cái ống mật các cái niêm mạc đường mật rất là láng, và vi trùng nếu nó có xuất hiện trong ống mật thì nó không có bám được, nó có cơ chế bảo vệ những cái niêm nhiễm trùng trong đường tiểu đó. Có vi trùng thì vi trùng cũng không bám được cái niêm mạc và như vậy không được. Chỉ khi nào có bế tắc, chỉ khi nào có tổn thương cái niêm mạc thì vi trùng mới bám được. Đó là cơ chế của nó. Vi trùng trong ống mật ở đâu ra? Hồi nãy nói rồi, một là nó đi ngược từ dưới lên đó, nó trào ngược. Thứ hai là một số ít vi trùng nó len lỏi qua được cái tế bào của nhu mao ruột á, nó vô trong trong mạch máu, vô trong mạch máu của ruột và nó được dẫn lưu về hệ cửa của gan, sau đó được thải ra trong cái ống mật. Một số ít thôi. Và nếu như cái đường mật của mình thông thoáng như bình thường thì vi trùng này không có gây được. Như vậy bình thường trong dịch mật ấy, không có mà phải có rất ít vi trùng. Được chưa? Nếu như cái hiện tượng trào ngược mà nhiều, bất thường thì nó đủ để gây vi trùng và gây sỏi. Vậy còn cái cuối cùng, cái cuối cùng đó là cái đạn. Nghe thì tưởng chừng có lẽ cái này nó kỳ kỳ á, chứ mình đâu có cái đạm. Nhưng mà thật sự á, tôi nghĩ cái này là cái chính. Rồi lịch sử cái chính mình. Bởi vì khoảng năm 40-50 á, các sách vở của Nhật Bản thì Nhật Bản rất nhiều sỏi trong gan. Sỏi trong gan là sỏi nguyên khác. Hồi nãy nó sỏi túi mật. Rồi sau nó sỏi túi mật, nó mới rớt sỏi mật. Thì cái sỏi của ống mật và cái bài như mình đọc đó, cái nguồn gốc viên sỏi đó là từ cái mật rớt xuống cơ chế khác thì gọi là sỏi thứ khác, là vì nó tạo
tạo ra không thể là một. Còn ở đây mình đang có cái cơ cơ chế sỏi tạo ra nó không mất, tức là sỏi nghiền mạc primary soil. Thì ba cái cơ chế hồi nãy thì tôi nghĩ là ai cũng sẽ bị như em, đúng không? Cái dung đó thì mình qua rồi, thế mình qua cái cao nhiệt trên thì kia là bây giờ mình vẫn còn sỏi, mình vẫn còn rất nhiều phần trong gan. Thì tôi nghĩ là một trong những cái là do chế độ này. Các bạn thấy là ở nước mình á, cái vùng nào nghèo thì nhiều sỏi gan, sỏi mật, sỏi đường mật, sỏi trong gan, sỏi trong mật. Còn cái vùng nào giàu, sỏi nào giàu thì sỏi túi mật. Đây đây cái khác nhau rồi. Vùng nào nghèo, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk thì đó ha, miền Tây có rất nhiều sỏi, rất nhiều. Kể cả những em bé 14 năm cũng cần sỏi trong đường mật. Bây giờ tôi muốn giải thích là sao tôi nghĩ là chính. Nhật Bản năm 40-50 sắp họ biết ra mình uống rất nhiều lần sỏi trong em này. Hồng Kông, Thái Lan có, Singapore có. Bây giờ những nước này zero nhập. Nhật Bản không sỏi được mà cũng nghe, có sỏi viên khác cũng toàn bộ là sỏi thứ khác. Nếu có sỏi một chủ là sỏi thứ khác. Không nói tới Mỹ hay là châu Âu đó, châu Á nữa đó. Ngay cả Philippines gần như cũng có nữa, Thái Lan cũng có, Singapore chắc chắn không có, Malaysia không có, chỉ còn có Indonesia, một vài vùng Philippines, Cambodia là nhiều. Nhưng mà Việt Nam thì thấy là nhiều nhất, không biết sao mình nhiều nhất. Một phần nữa là cũng có do cái cách ăn của mình. Các bạn ở đây thì ai ăn Hàn Quốc, ai ăn món Hàn Quốc rồi dân ra lên chết. Trời, con gái đi học rồi làm gì ngăn cản vậy? Ai đi vô tiệm Hàn Quốc ăn món ăn Hàn Quốc rồi? Tại vì không có giả nghèo như vậy, nó chưa ăn Hàn Quốc bao giờ hết. Ai ăn món ăn Nhật rồi? Rồi, các bạn thấy khác thì gì vậy? Chẹt hơn nhỉ? Ok, đây cũng là lý do nó nhạt hơn cái người khác. Nó nhạt là lý do gì? Tại sao? Tới Việt Nam ăn là cầm lên làm gì nữa? Chấm nước mắm. Chấm. Không phải cầm cái chén cơm lên là định là sẽ ăn cơm trước, hoặc là ăn cơm đầu ăn với cơm chứ không bao giờ ăn đồ ăn không, đúng không? Cho nên các bạn cần cái gì cũng mặn, đúng không? Cái gì nó phải có đủ bạn cũng ăn cái cơm. Trong khi Hàn Quốc là ngược lại, và bây giờ các bạn thấy châu Á này thì Hàn Quốc chiếm Nhật rất là khỏe. Khỏe thì đâu phải là cái giống nồi mà họ khỏe hơn mình, đúng không? Bạn nghĩ đúng rồi, khỏe không? Như nhau. Nhật châu Á là như vậy. Nhưng mà bây giờ chỉ có cầu thủ của Nhật với Hàn Quốc thì chạy nổi với châu Âu thôi, chứ có thằng nào từ Đông Nam Á là qua nước ngoài mà đi đâu châu Âu với châu Mỹ đâu, châu đâu. Thì các bạn thấy cái người Hàn Quốc á, người ta, tại vì tôi cũng tình cờ biết cái này có một cái lần đi cách đây cũng hơn 10 năm rồi, ra thì người ta ăn rau, người ta ăn thịt, người ta ăn trứng này thì mình ăn đương nhiên nó không có mặn như em nghĩ, tại vì mà ăn cái đó cái rau này ta đâu ăn cái cơm, sẽ ăn nó đã đời là thịt nướng là đời, cuối cùng người ta mới đem cái cơm ra và chỉ canh. Thì nguyên bản Việt Nam mình hay muốn có chút bây giờ thì mới đem cơm ra ăn mấy để cho tôi xin chén nữa. Hàn Quốc mình ăn đúng một cái cơm, nếu ăn mọi thứ cái này không ăn bao giờ ít hơn nhiều, bị đuối sức nhiều theo khi là nhà vậy thôi, không ăn nhiều đuối sức. Cho nên cái thói quen của mình á, người ta khác lắm, mình là hỏi bệnh nhân á, khỏe không, là ăn ngày cái chén đúng không, chén là chén cơm chứ không phải chén thịt đâu, ăn